Thông thường thì các chị mà mới bị nám á, chúng ta hay hỏi câu là nám của chị điều trị có hết được hay không? Và bao lâu thì nó sẽ hết sạch được hoàn toàn? Thì tâm lý của các chị mới bị thì ai cũng hỏi như vậy, là mong là làm sao cho cái da của mình nó hết nám và nó có thể quay trở lại được một cái làn da như trước đây. Tuy nhiên á, thì sau một thời gian điều trị thì các chị mới vỡ lẽ ra là nám của mình điều trị nó không có hết. Thì thực tế nám là một cái tình trạng bệnh lý mãn tính và các bác sĩ cũng đã nói rồi. May mắn lắm á, thì mình vẫn có thể hết, nhưng mà không thể hết được hoàn toàn. Đỡ được 70-80% thì được gọi là điều trị nám thành công. Còn những chị mà mới điều trị, chúng ta rất là mong mỏi cái việc là da của mình nó hết sạch được 100%, nên mình thường là mình sẽ dùng những cái biện pháp rất là mạnh để điều trị nám và mong rằng là trên da không còn một cái miếng nào nám cả. Nhưng mà chúng ta càng sử dụng các biện pháp mạnh, càng sử dụng laser, càng sử dụng các sản phẩm điều trị nó quá mạnh thì nó lại dẫn đến một cái hệ lụy, đó là da của mình nó bị yếu đi, nó nhạy cảm hơn, nó bị đỏ, mong tróc, thậm chí là rất khó sử dụng mỹ phẩm. Sau đó thì nó bị tăng sắc tố sau viêm, có nghĩa là càng điều trị nó càng đen sạm hơn, thì các chị lại càng hoang mang và đi đến bác sĩ để được tư vấn. Thì lúc này bác sĩ lại phải cần một quá trình để phục hồi làn da, để biến làn da của các chị từ làn da yếu trở thành làn da khỏe trước khi bắt tay vào điều trị trở lại. Nên khi mà các chị bị nám á, thì chúng ta đừng kỳ vọng là mình điều trị hết nám, mà mình hãy kỳ vọng là khi mà mình chăm sóc da thì da của mình khỏe hơn, nó sẽ đều màu dần, đỡ được tầm 70-80% thì đã gọi là rất là thành công rồi. Và 20% còn lại thì chúng ta sẽ sử dụng những cái kem chống nắng có màu, sử dụng cushion để chúng ta sẽ che nó bớt đi. Thì như vậy là đã đạt được cái mức là da của các chị đã rất đẹp rồi. Vì đa phần các chị bị nám thì thông thường là mình ở độ tuổi tầm 40, thì kiểu gì da cũng có những cái khuyết điểm nhỏ trên da, và nám da cũng là một cái khuyết điểm. Và các chị chỉ cần khéo léo che đậy nó, kết hợp với việc chăm sóc da sao cho nó đúng để nó khỏe hơn, thì như vậy đã là rất tốt rồi. Ngày trước khi mà điều trị nám thì thông thường người ta dùng những cái biện pháp rất là mạnh, chẳng hạn như là lột da này, rồi peel da này, sử dụng thuốc bôi là hydroquinone, thuốc ba thành phần phối hợp để mà điều trị, mong sao cho cái nám nó bay đi. Nhưng mà ngày nay khi mà người ta thấy là khi mà sử dụng những cái biện pháp quá mạnh như vậy có thể làm cho da của mình bị yếu đi, có thể khi sử dụng các biện pháp mạnh thì nó rút ngắn được thời gian, nhưng mà nó không làm cho cái quá trình mình điều trị mình happy. Thành ra ngày nay khi mà điều trị tình trạng nám á, thì đa phần các bác sĩ sẽ có xu hướng là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm bôi thoa kết hợp với những sản phẩm uống một cách từ từ, để trong quá trình điều trị là da của mình vừa khỏe mà mình vẫn có thể đi làm, đi chơi được. Nên ngày nay á, người ta ít dùng hydroquinone để điều trị lắm, mà người ta chuyển sang người ta dùng này arbutin, tranexamic acid, niacinamide, AHA, vitamin C và phối hợp lại để tạo thành một cái phác đồ điều trị. Và cái phần bôi thoa nó sẽ chiếm khoảng 70% thành công trong việc điều trị nám. Phần còn lại thì có thể các chị kết hợp thêm những sản phẩm uống. Và bác sĩ Nguyên nhận thấy rằng hai sản phẩm uống hiệu quả nhất trong điều trị nám là sản phẩm hỗ trợ về mặt nội tiết và glutathione. Vì các chị bị nám thì thông thường là các chị cỡ tuổi 40 thì đâu đó là các chị cũng có bị suy giảm về nội tiết tố. Và khi mà suy giảm về mặt nội tiết á, thì nó sẽ làm cho da mình dễ bị nám. Nên thành ra cơ thể mà đầy đủ nội tiết thì da dẻ nó cũng mịn màng hơn, căng hơn và đỡ nám hơn. Đồng thời thì bổ sung thêm cả glutathione nữa, một cái chất chống oxy hóa, và nó cũng ức chế da của chúng ta tiết ra sắc tố melanin, nên da cũng sáng và đều màu hơn. Và thông thường để điều trị nám mà mọi người thấy được kết quả trên da thì nó sẽ kéo dài khoảng 3 tháng, và sau đó thì mọi người phải tiếp tục duy trì cho đến 1 năm, 2 năm. Và điều trị nám thì mình xác định là điều trị lâu dài, nên sẽ chia ra làm hai giai đoạn là giai đoạn tấn công và giai đoạn duy trì. Giai đoạn tấn công mình sẽ điều trị mạnh, còn ở giai đoạn duy trì thì mình sẽ điều trị một cách nhẹ nhàng hơn. Và tất nhiên trong quá trình trị nám, cái điều tiên quyết quan trọng nhất vẫn là làm sao cho các chị, thứ nhất là chống nắng thiệt là kỹ, thứ hai đó là chúng ta kiên trì, và thứ ba là có một người hướng dẫn để chúng ta tuân thủ cái phác đồ điều trị. Thì chắc chắn là trong vòng khoảng 3 đến 6 tháng các chị sẽ có một cái làn da vừa khỏe mà vừa trắng sáng.